cả nhà. Một dĩa xôi kêu bằng xôi gì? Xôi mặn lạc xưởng, chả lụa, trứng với lại nấm đông cô. Vậy thôi đó. Nhưng mà mình lần đầu tiên mình làm cả nhà, hình như nó nếp nó hơi bị nhão một chút. Nhưng mà mình ăn thử thấy cũng ngon, nhão nhưng mà cũng không sao, nhão nhão chút thôi. Nhão chút thôi nhưng mà nó cũng nhão chút nhưng dẻo dẻo. Rồi đây là dĩa ra xà lách ăn kèm, ăn cho có rau quá nha, đỡ ngán nữa. Còn đây là sầu riêng mít ăn tráng miệng. Ê, hôm nay có khỏe không? Trời ơi cả nhà ơi, đó một ngày của mình đó, mới đi rước, chỉ đi học về xong đó. Trời ơi đói bụng quá, với lại mấy bữa nay thèm xôi xôi mặn á cả nhà. Rồi xong cái hỏi của em gái coi làm sao đằng ba. Sao để làm? Ai nấu xôi bằng nồi cơm điện cả nhà? Lần đầu tiên làm luôn á, để làm thử rồi cho cả nhà coi ra cái mẻ xôi mình có ngon không. Này nếp nè cả nhà, nếp mình đã ngâm coi. Rồi mình chở thằng con mình đi học, mình về lần quần tới giờ là cũng ngâm 3 tiếng rồi đó, hơn 3 tiếng á. Mình lấy ra mình ấy để cho nó ráo nè. Rồi bây giờ mình sẽ cắt lạc xưởng với lại chả lụa. Rồi mình đem mình xào lên xong mình bỏ vô mình nấu. Chả lạc xưởng với lại nấm đông cô cả nhà. Bây giờ mình cắt xong xuôi rồi, giờ mình lại mình xào nấm đông cô, lạc xưởng với lại chả lụa mình đã xào sơ hết rồi, nếp vô cả nhà nha. Nếp giờ mình trộn rồi, giờ bắt đầu mình bỏ nước vô. Ok. Rồi thế là xong, bây giờ mình sẽ đi bắt lên nấu này cả nhà nha. Rồi xôi cũng xong mà hình như nhìn nó không có ấy lắm cả nhà, hình như là mình đổ hơi nhiều nước nên là thấy nó hơi nhão, thấy nó hơi nhão. Lại có một cái nữa mình quên đó nha, em gái mình nó dặn bỏ vô muỗng nước tương mà mình đâu có nhớ đâu. Nên là không có bỏ luôn. Giờ gió ra cái dĩa đi tính. Cái nướng đông cô ngon quá. Đó. Xôi lạc xưởng, xôi mặn lạc xưởng với lại chả lụa rồi cả nhà. Đó tầm phẩm cũng ăn cũng được nhưng mà mình thấy là nó hơi bị nhão. Mấy cái trứng nha, cắt lên. Cắt sợi sợi để mặt cho nó đẹp nè. Chưa tới 4 cái trứng lận. Lần đầu tiên làm đó cả nhà ơi. Chỉ nhưng mà làm lần sau rút kinh nghiệm, tại vì này không biết á. Làm hơi nhiều nước lên cơm nếp nó hơi bị nhão. Cái nhà xong rồi, đây cả nhà một dĩa xôi kêu bằng xôi gì, xôi mặn lạc xưởng chả lụa trứng với lại nấm đông cô. Vậy thôi đó. Nhưng mà mình lần đầu tiên mình làm cả nhà, hình như nó nếp nó hơi bị nhão một chút. Nhưng mà mình ăn thử thấy cũng ngon, nhão nhưng mà cũng không sao, nhão nhão chút thôi. Nhão chút thôi nhưng mà nó cũng nhão chút nhưng dẻo dẻo. Rồi đây là dĩa ra xà lách
ăn kèm, ăn cho có rau quá nha, đỡ ngán nữa. Còn đây là sầu riêng mít, ăn tráng miệng. Ăn cho nó hết. Đây là chén mỡ hành nha, thêm chén nước tương cay nữa. Tự nhiên dạo này xong mình tự nhiên mình thèm ăn cay, tự nhiên thèm cái gì mà cay 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 không biết nữa, nên là làm chén nước tương, cắt ba trái ớt cho luôn nè, để cho nó cay cay, lát chấm dưa leo ăn. Giờ để mình múc miếng mời cả nhà ăn nha. Thèm, thèm nấu cho một đống, thêm trứng vô nữa. Lần đầu tiên nấu luôn, trước giờ á cô em gái cũng nấu đem qua cho ăn không à, chưa bao giờ nấu. Cho miếng mỡ hành lên á. Dầu hành, dầu dừa á, hành, miếng nước tương cay vô, tự nhiên thèm thèm cay cay, bó ớt lên. Mời cả nhà nha cả nhà. Thèm ớt, không biết hết hết cái thèm mà tự nhiên thèm ớt. Ớt quá quá, cay quá cay quá. Ngon. Hơi nhão chút nhưng mà vẫn ngon. Chả lụa có tiêu nó cũng cay. Logo, logo. Nay nhóc đi học 2 buổi nên là hết cả ngày, giờ này mới ăn đó. Tới chiều mới được ăn. Mất sầu riêng. Nhiều lắm. Bóc luôn. Có thể ở nhà luôn. Giờ hái vô ăn cho nó ấy, để đi mua về. Mà biết ra hái em mua về đó hả, nhiều quá ăn hết. Nên giờ có mấy cây nhưng mà hái vô cũng nhiều lắm nha. Xe lắp á. Mình xào cái nấm mèo, nấm đông cô với lại lạp xưởng với chả lụa, nó cũng vừa ăn luôn à. Nên là vô với nếp mình à, mình nhai trúng cái lạp xưởng với lại cái chả lụa nó cũng mặn mặn á, nên vừa ăn. Còn muốn mặn mà thêm thì miếng nước tương, mà phải nước tương cay. Cái này ông xã mình ăn được. Có tôm khô không ăn, nhưng mà không ăn. Nhớ là thường thường mình làm bỏ tôm khô, mình thích ăn tôm khô. Ông xã mình không ăn tôm khô. Ăn hết chén. Ăn rau vừa cái nếp sao nó cả nhà biết không? Nếp
nó dài lắm, nhưng mà ăn nhiều quá nó không tiêu. Tự nhiên thèm ớt cay cay nè. Ăn ăn hết bảo gòn cho mắt. Xong bạn hộp gì đó ăn kéo ăn kém. No. Bây giờ cháu biết không? Để bụng ăn cái này nè. Chứ còn mà ăn thêm một nửa chén cơm nữa thôi là không ăn nổi luôn. Chỗ đâu ăn. Mít công nhận mít ngọt dễ sợ. Mình bỏ trong tủ đá xong mình lấy ra ăn mà vẫn ngon như thường, nó không có bị gì hết trơn, mít nó vẫn giòn. Ngon. Trời, muối sầu riêng bột chà bá luôn. Mời cả nhà nha, ăn chán miệng. Ôi, nó béo. Trái sầu riêng này nó béo như sợ. Béo gì đâu mà nó không có vàng. Mỗi cái viên này nó giống như là mà nhạt nhạt không, nó không có vàng giống như mít, mít vàng khè. Còn cái này sầu riêng thấy người ta mở ra muối vàng khè này nó trắng trắng mà nó béo. Trời ơi, nó béo luôn á. Mới học đi chồng. Mắc cười lắm. Mình ăn cái gì mà ngon ngon mình đưa lấy cái hộp ra mình chồng quá. Mấy lần mình ăn mít mà mấy mùa trước á. Nghe hiểu không? Mình lấy hộp ra mình ghim, trời nó lên quá trời luôn. Nó lên ha, nó lên mà nó lên cao luôn, một khúc vậy luôn á. Mà nó thấy nó mạnh mẽ lắm mà xong cái mình nghĩ chắc là nó mạnh. Xong tới mùa lạnh chết queo chưa. Chậm được. Mà ơi, em gái kêu chị Rinh vô nhà thôi, trời ơi, tay chân sao Rinh nổi. Rinh chậu, Rinh ra, nhà ngày này Rinh ra, Rinh vô, Rinh ra, vô thôi. Nghỉ không ấy thôi, với lại mình trồng mấy cái cây, lấy hộp xua đũa. Trồng là xua đũa bốn mùa vậy, cây nhà lùng lùng là có trái. Trời ơi, trời, bỏ hộp lên quá trời, nó cũng lên cao tới một khúc vậy nè. Cái trời lạnh chứ cũng chắc quẹo trời. Thôi, nghỉ thôi. Mấy cái món mà không chịu lạnh mình trồng cũng không nổi nữa cả nhà. Rinh ra rinh vô sao chịu nổi, mình không tin đúng được nổi thôi. Với lại mà rinh vô rinh ra để đâu, nguyên ngoài sân mà trồng không được rồi thôi, rinh ra rinh vô thì nổi. Rồi ăn muối sầu riêng vô là nó no, hai miếng mít là nó no chết luôn. Nó thèm đó cả nhà thấy không, thèm đó, nó thèm đói bụng á, thèm đủ thứ chân. Mình chở thằng nhóc đi học, mình đang đói tại đâu thì giờ đâu ăn, cái chạy lên tới đó còn mấy phút nữa mới vô lớp. Gọi cô em gái mình hỏi nó sao nấu sôi làm sao, nấu sôi làm sao về
làm liền. Thì vậy nè, ăn có chén xong có cái màu cũng đẹp, nó dặn mình bỏ muỗng nước tương vô, có nhớ đâu. Đầu óc không giờ đâu, làm gì cũng không nhớ nữa nè, lú lẫn hết trơn. Rồi, video tới đây cũng dài rồi, thôi chia sẻ cả nhà cái món xôi mặn mình làm á, xong cũng dễ làm đâu có gì đâu, nhưng mà làm lần đầu tiên nó bị nhão. Thôi cảm ơn cả nhà đã coi video và theo dõi video của mình nha. Rồi, video tới đây cũng dài thôi, mình tạm biệt cả nhà ở đây, hẹn video tới.